Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Tôi là Hoàng Hiếu. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào eToro và cách rút tiền từ eToro về tài khoản ngân hàng nội địa. Thì nếu mà bạn nào mà đã biết eToro rồi thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video này luôn. Còn bạn nào mà chưa biết về eToro là gì cũng như cách sử dụng eToro thì các bạn có thể vào cái kênh YouTube tôi là Hoàng Hiếu và bấm vào cái video eToro cơ bản cho người mới bắt đầu. Trên đây thì mình cũng đã, hoặc là trên cái website kungfubsb.com thì mình cũng đã viết một cái bài viết hướng dẫn sử dụng eToro. Thì các bạn nhấp vào cái menu kiếm tiền eToro trên website kungfubsb.com thì các bạn sẽ thấy bài viết. Thì trong đây mình đã hướng dẫn tất cả mọi thứ, như là giới thiệu về eToro, cách đăng ký tài khoản, cách xác thực tài khoản và những chức năng cơ bản để các bạn bắt đầu. Thì các bạn có thể tìm đọc cái bài viết này. Thì bây giờ quay trở lại nội dung chính ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp và rút tiền từ eToro. Thì mình cũng đã có viết một cái bài viết hướng dẫn nạp và rút tiền ở trên cái website kungfubsb.com. Thì các bạn lên đây và các bạn tìm đến cái bài viết này. Thì cách tìm bài viết thì cũng rất là đơn giản, là các bạn vào truy cập vào cái website này và các bạn gõ vào ô tìm kiếm. Nạp và rút eToro đây, các bạn gõ vào đây thì các bạn sẽ thấy nó hiện ra cái bài viết là hướng dẫn nạp và rút tiền từ eToro bằng thẻ ngân hàng nội địa. Thì các bạn nhấp vào đây thì mình, trong đây thì mình đã có hướng dẫn chi tiết và có hình ảnh minh họa. Ok, thì bây giờ trong video này thì mình cũng sẽ làm từng bước để cho các bạn có cái nhìn trực quan hơn. Thì để nạp và rút tiền vào eToro thì đầu tiên đó là nạp tiền. Nạp và rút tiền vào eToro thì các bạn cần phải chuẩn bị. Thứ nhất là các bạn cần phải có một cái tài khoản ngân hàng nội địa và có chức năng Internet Banking. Thì những cái ngân hàng mà hiện tại eToro hỗ trợ thì các bạn có thể xem danh sách như là Vietcombank, ACB, Sacombank, Techcombank, Vietcombank, BIDV, Eximbank, Đông Á Bank. Một số cái ngân hàng khác thì eToro nó sẽ cập nhật liên tục, thì các bạn sẽ vào đó và tìm thấy. Thì khi mà các bạn đã có một cái tài khoản ngân hàng, có một cái số dư nhất định trong đó và cái chức năng Internet Banking, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền vào eToro. Thì hiện tại là do cái tài khoản của mình đang bị một cái hạn chế cho nên mình không có demo được nạp tiền trên cái tài khoản eToro của mình. Thì mình sẽ làm từng bước trong cái bài viết mà mình đã chụp hình ở đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào eToro. Đăng nhập vào eToro. Thì các bạn, nếu mà hiện tại giao diện eToro của mình đang là tiếng Việt, còn nếu mà giao diện của bạn nào mà đang là tiếng Anh thì các bạn ấn vào nút cài đặt trong cái mục ngôn ngữ nè. Các bạn chọn sang tiếng Việt đấy. Thì nó sẽ hiện ra tiếng Việt. Còn ví dụ như nếu mà bạn tiếng Anh thì nó sẽ hiện tiếng Anh như vậy. Còn các bạn chuyển qua sang tiếng Việt thì bạn chọn qua Việt Nam, tiếng Việt đấy. Thì khi mà chuyển sang giao diện sang tiếng Việt thì các bạn sẽ ấn nút vào nút nộp tiền. Ấn vào nút nộp tiền thì lúc đó các bạn sẽ hiện ra một cái form. Thì các bạn sẽ nhập cái số tiền muốn nạp. Đơn vị nạp là các bạn để là đô. Và các bạn cái phương thức thanh toán thì các bạn chọn là ngân hàng trực tuyến tại địa phương. Và các bạn ấn vào nút gửi. Thì khi ấn vào nút gửi thì cái một cái danh sách các ngân hàng mà eToro hỗ trợ sẽ hiện ra. Thì lúc này bạn sẽ chọn cái ngân hàng mà bạn đã đăng ký. Ví dụ trong trường hợp này thì mình đã có một cái tài khoản ngân hàng là Vietcombank. Thì mình sẽ ấn vào Vietcombank và mình ấn vào nút Proceed. Thì sau khi mình ấn vào cái nút này thì nó sẽ chuyển mình đến một cái trang thanh toán online bằng Internet Banking. Thì ở đây nó sẽ có cái mục là các bạn sẽ thấy là điền địa chỉ nè, mã bảo mật, cái mã bên cạnh đây. Thì ở cái mục địa chỉ này thì các bạn điền cái địa chỉ ngân hàng mà bạn đã đăng ký. Chẳng hạn như mình tạo một cái thẻ ngân hàng ở Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ điền cái chuỗi này vào. Vào cái mục địa chỉ này. Mã bảo mật thì mình nhập vào cái mã DB3 này. Thì mình ấn vào nút thanh toán. Thì khi mình ấn vào nút thanh toán thì nó sẽ chuyển mình sang giao diện của cái cổng thanh toán của Vietcombank. Thì ở đây nó sẽ có tên truy cập mật khẩu. Thì tên truy cập mật khẩu thì các bạn chỉ việc điền cái đây là hai cái thông tin mà khi mà bạn đăng ký Internet Banking ở tại ngân hàng thì họ sẽ cung cấp cho các bạn. Đây thì các bạn cứ đăng nhập vào và bấm vào nút đăng nhập. Thì khi mà đăng nhập vào các bạn sẽ thấy một cái hóa đơn.
nó sẽ tổng kê lại cái số tiền bạn cần phải nạp vào eToro là như thế nào. Chẳng hạn như ở trên đây thì mình chọn 200 200 đô, 200 rưỡi á, thì xuống đây thì nó sẽ quy đổi ra tiền Việt cho mình đấy, thì mình bấm nó sẽ quy đổi ra tiền Việt tại đây đấy, thì các bạn cứ bấm vào nút xác nhận. Thì tùy thuộc vào mỗi cái ngân hàng thì nó sẽ có một cái giao diện theo cái ngân hàng đó, chứ không phải lúc nào nó cũng nhất thiết nó giống cái Vietcombank này. Thì các bạn sử dụng quen cái internet banking của ngân hàng các bạn thì các bạn cứ thao tác nó cũng đơn giản thôi. Thì như vậy là các bạn đã nạp tiền vào eToro thành công. Thì cách nạp tiền thứ hai nữa là nạp tiền bằng một mã QR code. Thì cách nạp tiền thì này nó cũng giống như những cái bước này thôi, nhưng mà ở tại cái bước số 4 này nè, đây là cái bước số 4 này. Thì đây cái bước số 4 thì các bạn không cần nhập vào ở trên đây địa chỉ và mã bảo mật, mà các bạn chỉ cần bấm vào đây nè, bấm vào cái nút thử xem nào chỗ WeRoPay, thì nó sẽ hiện ra một cái mã QR code. Thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ mở một cái ứng dụng internet banking trên điện thoại. Ví dụ mình xài Vietcombank thì ở trong cái app Vietcombank đó, nó sẽ có cái mục là quét mã QR. Mình bấm vào cái này nè, QR Pay nè, mình bấm vào và mình quét, mình đưa cái camera vào cái chỗ mã QR trên cái giao diện màn hình máy tính, mình quét cái này thì nó sẽ tự động nó ra một cái hóa đơn, thì các bạn chỉ cần bấm vào nút thanh toán thì là các bạn đã cũng là nạp tiền thành công. Thì trên đây là hai cái cách nạp tiền vào eToro bằng thẻ ngân hàng nội địa. Thì tương tự cái cách rút tiền từ eToro về thì nó cũng rất là đơn giản. Thì trên cái giao diện eToro các bạn bấm vào nút rút tiền. Đấy. Nút vào nút rút tiền đây. Thì khi bấm vào nút rút tiền á thì các bạn sẽ nhập cái số tiền mà mình muốn rút, đơn vị là đô, ví dụ như mình nhập 50 đô. Mình nhập 50 đô vào. Và mình bấm vào nút gửi. Đấy, thì tại đây eToro nó sẽ hỏi là mình cái nguyên nhân mình muốn rút tiền. Thì cái bước này không quan trọng lắm. Chỉ có giá trị tham khảo thì bạn có thể chọn một trong hai mục đầu tiên, sau đó bạn nhấn nút tiếp tục. Đây. Cái chỗ này là mình chụp lại thì cái màn hình nó hơi mờ. Đấy, các bạn có thể zoom lên một tí để thấy rõ hơn. Thì cái này mình sẽ cập nhật lại. Thì sau khi mà các bạn chọn cái nguyên nhân, cái mục đích rút tiền của bạn xong, thì ở cái bước tiếp theo các bạn sẽ chọn phương thức rút tiền là ngân hàng trực tuyến tại địa phương, sau đó điền cái thông tin ngân hàng của các bạn vào như là họ tên nè, điền đầy đủ họ tên, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, địa chỉ và tên chi nhánh cái ngân hàng đó. Còn cái mục bình luận này là một cái mục note mà các bạn muốn điền gì thì các bạn điền, sau đó các bạn ấn vào nút gửi. Lưu ý chủ tài khoản rút tiền về phải trùng khớp họ tên với chủ tài khoản eToro. Ưu tiên nạp tiền vào từ thẻ ngân nào rút về tài khoản đó. Đây là quy định của eToro để đảm bảo an toàn cho tiền gửi vào tài khoản eToro của bạn. Đấy. Thì thập phí rút tiền eToro hiện tại là 25 đô. 25, trong bài viết này là 25 đô, nhưng mà theo mình biết thì hiện tại eToro nó đã giảm cái phí rút này rồi. Thì các bạn có thể xem các khoản phí rút ở trên mới nhất của eToro. Ở trên cái website eToro nó có cập nhật các khoản phí. Đấy, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách nạp và rút tiền từ eToro. Thì nếu mà bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video ở trên kênh YouTube của mình, hoặc là để lại bình luận bên dưới cái bài viết trong website kungfubhb.com, mình sẽ giải đáp. Thì ngoài ra thì các bạn có thể ấn vào tham gia nhóm nè, cái link này thì mình cũng có để trong bài viết. Ấn vào tham gia nhóm này thì cái nhóm này thì chúng ta sẽ tham gia vào và để chia sẻ cái kiến thức cùng nhau. Ok, thì kết thúc video này, cái video hướng dẫn nạp và rút tiền từ eToro bằng thẻ ngân hàng nội địa tại đây. Thì chúc các bạn đầu tư và kiếm thật nhiều tiền với eToro. Xin chào các bạn.